Đối với mình, nhà bếp là phải luôn sạch sẽ, sáng bóng, nên mình thường tốn nhiều công sức để lau chùi dọn dẹp. Như những vết cháy dính như vậy, bình thường mình phải ngâm nước hàng giờ. Từ khi có Skip, chỉ với một lượng nhỏ là chùi sạch ngay mà không hề làm rầy xước mặt bếp. Vết dầu mỡ dằn bám trên tường cũng dễ dàng chùi sạch. Nhờ có Skip mà bếp nhà tôi luôn sáng bóng. Skip, sạch bếp bám, sáng bề mặt.